Dạ, tôi lời kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa. Ở cuối video trước á, lúc nãy tôi Lê đang đứng ở phía bên đầu cầu bên kia. Bình thường thì ở nơi này là một cái sông gọi là sông cạn. Tuyến đường đang làm thì mình có thể đi ở dưới cái con đường dân sinh này nè. Nhưng mà hai ngày nay á, là tại Khánh Hòa mưa khá lớn luôn, cho nên các mực nước ở sông nó dâng cao và nước nó tràn xuống cái khu vực bà con dân ở phía dưới này nè, buộc mấy anh phải mà múc vỡ cái đường này ra để cho nước nó thoát. Cho nên khi mà tôi Lê đứng ở bên đó thì mình cũng không thể di chuyển qua bên này để tiếp tục video cho bà con cô bác xem được, mà tôi Lê phải chạy xuống lòng vòng ở dưới cái khu nhà dân dưới kia, nó khá là xe luôn. Bây giờ mới tìm đường lại đi lên lại cái tuyến cao tốc. Vậy bây giờ thì tôi lại tiếp tục hành trình tuyến cao tốc đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa cho bà con cô bác xem nha. Dạ. Hiện tại tôi Lê đang đi trên tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang hướng từ Bắc vào Nam. Vậy đến đây thì tôi Lê nhìn thấy phía trước á, là cái cầu của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột cũng đã rép nhịp xong. Ở đây có 3 nhịp nha. Hôm trước tôi Lê đến đây cập nhật thì cầu này chưa có được gác nhịp nha quý bà con các bác. Cái cầu cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột băng qua tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Cái làn đường ở cái đoạn này á, tôi Lê thấy khá là rộng, có thể là đã 32 mét rồi nè. Về đến đây cũng là cái điểm nút giao của cao tốc với quốc lộ 1A thị xã Ninh Hòa. Về bên tay phải của tôi Lê là có một cái điểm tách làn. Nơi này sẽ là nơi tách làn để nhập vào tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột nha quý bà con cô bác. Dạ. Đây, cái tách làn này nó sẽ có một cái lối đi thẳng dài lên phía trên này. Về sau đó nó sẽ nhập với cái tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột để chạy thẳng lên trên Buôn Ma Thuột luôn. Dạ. Quay lại cái vị trí này. Quay lại cái vị trí này nha. Dạ. Cũng tại cái điểm này thì tôi lên thấy bên này nó cũng có một cái làn đường từ ở phía dưới đi lên. Dạ thưa quý bà con cô bác thì đây là cái nơi nhập làn. Cô bác nào mà đi từ quốc lộ 1A thị xã Ninh Hòa đi qua cái tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, sau đó sẽ đến cái vị trí này thì sẽ nhập vào nhập làn vào tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang để đi ra hướng Bắc nha. Như vậy thì nơi này nó sẽ có một cái nơi mà từ quốc lộ 1A thị xã Ninh Hòa đi lên nhập làn vào tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đi chạy ra hướng phía Bắc. Nơi này sẽ có một cái điểm tách làn từ tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang, rời khỏi tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang để đi chạy lên hướng trên này để nhập với cái tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Dạ, có thể là video trước đó, tôi Lê giới thiệu sai một cái điểm này. Bây giờ khi đến đây thì cái tuyến đường nó hoàn thiện thì tôi Lê mới biết rõ cụ thể hơn. Dạ, bây giờ thì tôi Lê lại tiếp tục hành trình trên tuyến cao tốc, chạy phía dưới cái cầu vượt và chạy vào trong cái quốc lộ 26 cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ. Nó có thể có một cái chút sai sót mà đến thời điểm bây giờ thì tôi Lê mới cập nhật nó cụ thể hơn về cái nút giao ở cái vị trí thị xã Ninh Hòa này. Chạy tới một đoạn tí xíu nữa thì tôi Lê thấy ở chỗ đây nó có một cái điểm tiếp giáp giữa một cái đoạn đường nhập vào cao tốc Vân Phong Nha Trang này nha. Dạ.
Dạ, có thể là một số cô chú xem video sẽ thắc mắc là ở đây sao có một cái điểm này nó nhập làng ở chỗ này. Dạ, xin thưa là cái này á, cái điểm này là cái nơi mà nhập làng vào tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang để đi vào Sài Gòn nè. Cô chú mà đi từ thị xã Ninh Hòa đi lên chạy qua cái cầu vượt này. Sau đó nó sẽ tách tách một cái làng ra khỏi cái tuyến Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, sẽ đi vòng 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 xuống đây. Đây nè, đó, lúc này nó sẽ tách khỏi cái tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột phía này, rồi khỏi cầu, rồi tách tuyến chạy vòng 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 xuống đây. Sau đó sẽ nhập làng vào cái tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang để được chạy thẳng vào Sài Gòn, chui xuống cái cầu này luôn. Lúc này thì cô chú sẽ hành trình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang. Rồi, còn một điểm nữa, có thể là cô chú sẽ hỏi là tôi đang chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang, bây giờ tôi tới đây tôi muốn chạy về lại quốc lộ 1E thị xã Ninh Hòa thì đi đường nào? Rồi, em lại tiếp tục trên đường. Vào đây nó sẽ có một cái nơi tách làng, tách rời khỏi tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang để đi về Ninh Hòa nha. Vị trí mà tách làng nhập làng ở đây nó hoàn thiện thì tôi Lê sẽ cập nhật tiếp về cụ thể hơn cho cả nhà mình cùng xem. Tại vị trí này thì có nhiều cái điểm mà nó tiếp nối với cao tốc lắm, nhưng mà nó chưa có hoàn thiện cho nên tôi Lê không có chia sẻ được. Đây là mấy anh em đang làm ở trên cầu này. Cầu có 4 làn xe cho nên tôi Lê thấy là cái cầu này khá bự luôn. Đây, to lắm, to đùng luôn. Ở đây nó khác với cái video trước á, video này thì tôi Lê đã thấy đã ghét nhịp xong rồi nè, quá đẹp luôn. Nó làm nó ở cái kỹ này nó làm chưa xong, sợ nó rớt. Dạ, dạ. Dạ. Coi cái chân cầu này, tao đùng luôn. Họ đang làm trên áo, mình đứng ở dưới này cũng sợ nó rớt cái gì trên đầu mình kìa. Đây là cầu vượt cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Cô chú đi trên tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang đi qua khỏi cái cầu này và tới cái điểm này thì nó sẽ có một cái vị trí mình tách làng rời khỏi tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang. Dễ đến tại cái vị trí này, cô chú sẽ có một cái vị trí tách làng, tách rời khỏi tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang và sẽ chạy theo cái vòng bên trong này nè, cái tuyến đường này nè. Sau đó mình sẽ theo cái tuyến đường này để đi lên trên cái cầu vượt của tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Chạy hết cái cầu vượt này và sẽ chạy xuống ở phía dưới thì sẽ gặp được cái quốc lộ 1E tại thị xã Ninh Hòa nha quý bà con cô bác. Dạ. Dạ, tôi Lê lại tiếp tục cập nhật tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa cho cả nhà xem. Ở đây nè, có nhiều cái làn đường mà nó từ tuyến cao tốc nó tách ra rồi nó nhập vào. Tại cái chỗ này là điểm nút giao giữa hai tuyến cao tốc với khu vực thị xã Ninh Hòa cho nên có thể là rất là nhiều cái làn đường anh à.
mà hiện tại thì tôi Lê cũng không không có cập nhật được, lý do là nó chưa có hoàn thiện, nó chưa có thành một cái con đường cụ thể, cho nên tôi Lê xin hẹn lại quý bà con cô bác, quý khán giả ở video tập sau. Nếu mà có thể được thì tôi Lê sẽ tiếp tục cập nhật ở cái nút giao, riêng một cái video về nút giao cao tốc với cái khu vực thị xã Ninh Hòa cho cả nhà xem. Rồi qua đến cái khu vực này phía trước là tôi Lê nhìn thấy là đã ráp cái giải phân cách cứng nữa rồi nè. Đâu hiểu à, tôi hiểu không? Đây, đây là cái điểm mới nữa nè, mấy những cái video trước á tôi Lê cập nhật nhưng mà họ chưa có làm cái giải phân cách. Bây giờ thì ở đây đã ráp rồi nè. Ủa, ráp cố định luôn rồi phải không? Dạ, ráp cố định luôn rồi. Ở đây thì mấy anh em cũng đang tiếp tục gắn cái thanh trên cái hộ lan. Sau khi mà có nhiều cái video mà mấy anh em cô chú cập nhật bình luận á, tôi Lê cũng hiểu được là những cái từ ngữ thuật ngữ ở trong tuyến đường này hôm nay thì nói nó hơi tạm được, tương đối chính xác hơn. Đây là những cái trụ hộ lan. Hiện tại ở đây đang đổ bê tông cái mí đường anh. Ồ, tôi Lê rất là vui mừng khi mà quay lại đây thì thấy nơi này đã gắn giải phân cách cố định rồi. Ở cái khu vực này tôi Lê nhìn thấy là cái rào chống gia súc á hiện tại chưa có thực hiện, có thể là họ đang thi công từng cái công đoạn như thế này. Dạ, và cách đây 2 ngày tôi Lê có đi qua khu vực của quốc lộ 27C thì hiện tại cái cầu quốc lộ 27C băng qua cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang thì cũng đã được lưu thông rồi quý bà con cô bác. Dạ. Dạ. Đưa về khai thác sử dụng. Dạ. Cầu vượt 27C mà hôm trước tôi Lê có chia sẻ băng qua cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang ở ngay khu vực của xã Dương Thọ, huyện Dương Khánh thì cũng đã đưa vào khai thác sử dụng. Nó đang đắp ở đây, đang đắp mí nè anh ha. Họ thảm nhựa lớp be xong thì bắt đầu họ mới làm mí ha. Gánh cái thanh hộ lan với lại cái tấm chống chói, dạ. Rồi vạch chỉ đường, gắn biển hướng dẫn. Dạ. Không, khi mà mình quay lại đây mình thấy ở đây cũng làm được tới cái công đoạn này là mình rất là mừng, cũng nhanh thiệt ha. Em thấy quá nhanh luôn anh. Chứ có mấy tuần mình không quay lại chứ mấy.
Cho nên cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang hiện tại đang đẩy nhanh cái tiến độ thi công này đúng luôn. Mới đây thôi mà anh thấy không, lúc nãy giờ cái giải phân cách cứng đã gắn rép cũng khá là xe. Bên trong kia anh em đang làm đúng không? Dạ, đang rép nè. Đây là khu vực của thị xã Ninh Hòa nha quý bà con cô bác. Ở đây là gần tới quốc lộ 26 rồi phải không anh? Ở đây những cái tấm những cái tấm giải phân cách đã được di chuyển lên giữa làn đường hết rồi. Chắc chỉ còn nay mai là ở đây thực hiện gắn cứng luôn á. Ở đây cùng thực hiện song song với gắn thanh hộ lan, rồi ráp giải phân cách cứng, rồi đúc bê tông mấy đường. Nói chung là mấy anh chia từng nhóm để thực hiện rất là nhanh. Ồ, bên này là có cái đây nè, cái tấm thanh không, cái này là trụ hộ lan nè anh, chất lên đóng đóng luôn ha, quá nhiều luôn. Hộ lan với lại thanh hộ lan. Dạ. Dạ, anh chạy tới quốc lộ 26 luôn. Lên cái cầu vượt á anh à. Còn dính cái trụ cao thế này chứ. Ồ, chỗ đó nó còn một cái trụ cao thế đúng không? Ờ, nơi này nó còn một cái trụ cao thế, nó nằm ở trên tuyến cao tốc. Nó còn vướng một cái trụ cao thế này. Dạ. Ờ, nơi này bị dính trụ cao thế cho nên chỗ này nó chưa có liền mạch được nha quý bà con có bác. Dạ. Phía trước là cầu vượt nè. Cầu cao tốc. Dạ, cầu cao tốc. Cao tốc vượt qua quốc lộ 26. Dạ. Dạ, anh quần lại anh chạy lên cái cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26 này. Không biết mình chạy lên cầu được chưa nữa. Đổi nhiều không? Dạ. Đổi nhiều không? Không biết là chưa làm. Dạ. À, cái đây là mới cái mới cái lưu đá dăm mà bên này là bê tông. Dạ. Đây là dạ, đây là cái đoạn cầu vượt cao tốc. Ok. Dạ, tôi Lê đang đi trên tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang. Cái đoạn này là phía cầu vượt qua quốc lộ 26 tại thị xã Ninh Hòa. Ở đây thì Hạ đang thảm bê tê, Hạ đang phủ những tấm bạc như thế này. Nhưng mà đến cái đoạn này á, tôi lại nhìn thấy là bên này sẽ có một cái làn đường tách ra. Về bên phía bên này thì có một cái làn đường nhập vào. Cho nên tôi lại dừng lại và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Tới cái đoạn cao tốc Vân Phong Nha Trang mà ở cái đoạn này, ở phía đầu cầu của cái cầu vượt qua quốc lộ 26 thì ở đây có một cái vị trí tách làn nha. Tách làn từ cao tốc Vân Phong Nha Trang
tách ra để đi xuống quốc lộ 26. Đây, cái đường này. Đến đây mà cô chú không có muốn đi trên tuyến cao tốc Phan Thiết Nha Trang nữa, mẹ muốn đi về quốc lộ 26 để đi lên Buôn Ma Thuột á, thì mình tách làn ở chỗ này nè. Đây, vị trí tách làn để rời cao tốc Vân Phong Nha Trang. Còn ai muốn đi cao tốc thì vẫn chạy trên tuyến đường này, vượt qua cái cầu băng qua quốc lộ 26. Về bên này, tôi lên nhìn thấy là cũng có một cái con đường từ Ninh Hòa nhập làn vào cao tốc Vân Phong Nha Trang. Thì đây là cái con đường mà những cô chú anh chị và các bạn từ thị xã Ninh Hòa mà muốn nhập làn vào cao tốc để đi ra phía Bắc nha. Này là nhập làn để đi ra hướng Bắc thôi. Đó, thì sẽ nhập làn vào cái này. Đây là cái tuyến đường nhập làn ở vị trí này. Chỉ là nhập làn để đi ra hướng Bắc thôi. Ở đây thì mình phải nhập làn đi theo đúng tuyến. Chứ mà nhập làn ngược tuyến là không có được nha quý bà con cô bác. Dạ. Yeah. Thì Tố Lê cũng không phải trong ngành, cho nên nhiều cái mà Tố Lê biết được thì mình chia sẻ như vậy. Nhưng nếu mà quý cô chú anh chị có thấy Tố Lê còn thiếu sót thì hãy mong comment góp ý giùm em nha. Em cảm ơn rất là nhiều. Cầu vượt cao tốc. Cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26C. Ok. Lên được không? Dạ, anh chạy thử. Ồ, đây thảm nhựa lớp B rồi. À, thảm nhựa cầu à, đừng lên dạ. Cái cầu nữa. Ồ, mà quay được không? Cái điện không? Cái đường dây điện á. Ghê quá. Đường dây điện gì mà bắt quay bên này nè. Chui xuống để nó nguy hiểm quá. Rồi, mình lên cầu luôn được không? Đây là cái cầu vượt băng qua quốc lộ 26, gọi là cầu vượt cao tốc. Ồ, cái cầu này nó khá dài luôn. Cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26, đây là cầu vượt cao tốc. Anh đứng lại xem. Đây, phía đây là quốc lộ 26 nè. Nối liền giữa thị xã Ninh Hòa và Buôn Ma Thuột. Không chạy luôn anh. Tôi Lê đang chạy trên cái cầu cao tốc nha, băng qua quốc lộ 26 này. Tôi Lê nhìn thấy là cái cầu này nó khá là dài luôn. Được, đó đường quốc lộ 26 á. Dạ. Bên đây là quốc lộ 26. Ở đây là mới có thảm nhựa lớp 2 nha quý bà con cô bác. Còn một lớp nhựa thứ ba nữa thì nó sẽ phủ trên cái cầu này luôn nè. Ồ, đây là tuyến đường họ đang đổ bê tông. Xong lớp bê tông thì mới thảm nhựa. Mình có thể chạy qua bên đoạn đó luôn được không? Nơi này chắc nó không liền mạch nó đúng không? Cái đoạn này thì nó bị vướng cái gì chỗ này.
nơi này sao cái tuyến đường dân sinh nó lại nói vào cái tuyến cao tốc này ha? Nói đâu? Nè. Nói đâu? Nè. Tố Lê mới vừa rời khỏi cầu cao tốc vượt qua quốc lộ 26. Về khi mà đến đây, Tố Lê nhìn thấy là bên này nó có một cái làn đường. Về bên này thì nó cũng có một làn đường nữa. Thì theo Tố Lê biết thì đây là cái vị trí mà nhập làn vào cao tốc. Những bà con, cô bác nào mà đi trên quốc lộ 26, đi từ Buôn Ma Thuột đi xuống mà muốn nhập làn để đi vào Sài Gòn, thì quý bà con, cô bác sẽ đi theo cái hướng này nè. Nhập làng vẽ đi sẽ đi vào Sài Gòn. Còn bên này thì tôi thấy có một cái đường nữa đi xuống nữa, thì có thể đây là cái vị trí mà tách làng từ cao tốc đi xuống khu vực Ninh Hòa nha quý bà con cô bác. Hiện tại thì con đường nó chưa có hoàn thiện, nhưng mà tôi thấy là con đường này nó đã có cái móc sẵn rồi nè. Làng đường này là dành cho những cô chú nào mà đi trên tuyến cao tốc từ Sài Gòn ra, muốn rời khỏi cao tốc và quay xuống lại thị xã Ninh Hòa, thì sẽ tách làng ở bên cái khu vực này. Dạ. Cái nghĩa là ngay tại cái vị trí mà Tố Lê đang đứng á, thì có một cái điểm nhập làng. Quý bà con cô bác nào đi từ quốc lộ 26, đi từ Buôn Ma Thuột á, đi xuống quốc lộ 26 mà muốn nhập làng đi vào Sài Gòn, thì sẽ nhập làng bên này. Về bên này là cái điểm tách làng rời khỏi cao tốc Vân Phong Nha Trang. Đây là Sài Gòn đi ra, muốn tách làng về lại Ninh Hòa thì mình đi khu vực bên này. Còn những cô chú nào mà không có muốn tách làng xuống Ninh Hòa thì vẫn tiếp tục ung dung trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang thì phải đi theo cái hướng của Tố Lê đang đi như thế này. Đây là cái hướng trở ra lại cầu cao tốc băng qua quốc lộ 26 thuộc khu vực của thị xã Ninh Hòa. Dạ, và đến đây thì Tố Lê cũng xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, may mắn và bình an. Tiếp tục thì sau đó thì Tố Lê, nếu mà có dịp thì Tố Lê cũng sẽ cập nhật tiếp cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực thị xã Ninh Hòa, còn tiếp ở cái đoạn phía trong nữa. Nhưng mà bây giờ cũng để chiều tối, Tố Lê lại muốn quay về nhà. Dạ. Tố Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị và các bạn ở video sau nha. Dạ. Bye bye.